Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Trung Quốc khẩn cấp xả lũ từ đập Chu He ở An Huy. Mưa xối xả liên tục ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã gây ra lũ lụt, khiến 24 triệu người bị ảnh hưởng, với ít nhất 140 người chết hoặc mất tích. Sáng sớm hôm qua, chính quyền tỉnh An Huy đã quyết định cho nổ đập Chu He để xả lũ. Sáng sớm hôm qua, chính quyền tỉnh An Huy đã quyết định cho nổ một con đập để xả nước lũ. Theo truyền thông địa phương, dòng chảy chính của con sông Dương Tử đã vượt quá cảnh báo và đã có một trận lũ ở lưu vực sông Hoài Hà. Theo Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Trung Quốc, kể từ đầu tháng 7, mưa lớn ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã khiến ít nhất 140 người chết hoặc mất tích và 24 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thường xuyên có báo cáo về lũ lụt và mực nước ở nhiều khu vực đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp như mở cống, xả nước tại các hồ chứa ở nhiều nơi để chặn lũ, giảm đỉnh. Sông Chu He, một phụ lưu cấp 1 của sông Dương Tử, đang gần đạt mức cao nhất từ trước đến nay và các nhà chức trách ở An Huy đã cho nổ đập 2 lần vào Chủ nhật. Chính quyền địa phương cho biết hành động trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo báo cáo của Nhật báo An Huy hôm qua cho biết, dòng chảy chính của sông Dương Tử đã vượt quá cảnh báo, lưu vực sông Hoài Hà bị ngập lụt và lưu vực hồ Triều Hồ không được thông suốt. Theo Global Times, vụ nổ đập dự kiến sẽ làm mực nước sông Chu giảm khoảng 70 cm. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, nước từ sông Chu He đổ vào khu lưu giữ và giam giữ cỏ dại số 2 và 3 trong bờ kè và những cánh đồng xanh tươi trong phút chốc biến thành đại dương. Theo bản tin từ Tân Hoa Xã cho biết, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và nước ở thượng nguồn, mực nước sông Chu He, một phụ lưu cấp 1 của sông Dương Tử, chuyển từ dâng chậm sang dâng cao và tình hình kiểm soát lũ lụt chuyển biến mạnh. Mực nước tại 35 sông và hồ ở tỉnh An Huy, bao gồm cả sông Dương Tử và sông Hoài Hà, đã vượt quá mức cảnh báo. Cuối tuần trước, mực nước hồ Tam Hiệp đạt 160,17 m, vượt lũ hơn 15 m. Dự án Tam Hiệp đã mở 3 hố sâu xả lũ để xả lũ. Tuần trước, do lượng mưa lớn liên tục và sự chồng chất của nước thượng nguồn, tình hình lũ lụt của hồ Po Yang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở Giang Tây, rất khẩn cấp và các bao cát kiểm soát lũ được xây dựng ở ven hồ. Kính thưa quý vị, lượng mưa lớn ở Trung Quốc trong vài tuần qua đã gây ra lũ lụt hoành hành. Tổng cộng gần 30 triệu người ở 27 tỉnh và khu vực tự trị đã bị ảnh hưởng. An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác bị thiên tai nghiêm trọng. Trụ sở Quốc gia Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 vào sáng qua. Theo báo cáo của báo chí Trung Quốc, kể từ đầu tháng 6, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh và Chiết Giang có lượng mưa tích lũy nhiều nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 1961 và lượng mưa trung bình ở An Huy và Hồ Bắc đã vượt quá 500 mm. Do những trận mưa xối xả liên tục dọc sông Dương Tử trong những ngày gần đây, nhiều công trình kiến trúc, nhà cửa và đất nông nghiệp đã bị cuốn trôi. Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, trận lũ lụt đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Vũ Hán, nơi vừa trải qua một đợt đại dịch mới nghiêm trọng, hiện đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường trong thành phố bị ngập nặng, lượng mưa trong một ngày ở Vũ Hán đạt kỷ lục 426 mm. Cấp độ ứng phó khẩn cấp của địa phương để kiểm soát lũ lụt đã được nâng lên cấp độ 2 và các cơ quan liên quan khuyến cáo công chúng không nên ra ngoài càng nhiều càng tốt. Để ngăn lũ mùa hè, 9 trạm thủy điện gồm Bando, Long Yangxia, La Siwa và Li Yaxia ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã bắt đầu xả lũ vào cuối tháng 6. Dự án bảo tồn nước Xiong Lang Di trên sông Hoàng Hà ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ thượng nguồn. Mực nước dâng cao và con đập đã được mở để xả lũ. Mực nước ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã từng vượt giới hạn kiểm soát lũ. Cuối tháng 6, dự án Tam Hiệp của sông Dương Tử đã mở các hố sâu xả lũ lần thứ hai trong năm nay để điều chỉnh mực nước hồ chứa. Tân Hoa Xã dẫn lời Cục Di sản Văn hóa Nhà nước Trung Quốc cho biết, kể từ khi lũ lụt xảy ra vào tháng 6, hơn 130 di tích văn hóa bất động sản ở các tỉnh miền Nam đã bị hư hại do lũ lụt, một số bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có cầu Gen 2 ở thành phố Hoàng Sơn, An Huy và cầu Lên Trang ở thành phố Shan Cheng.
cầu Dawei Guxi ở tỉnh Aba, Tứ Xuyên và nhiều cây cầu khác đã bị lũ cuốn trôi. Trong ảnh, mặt cầu của cầu Rainbow, một cây cầu 800 năm tuổi đời, Tống, nằm ở vị trí Trấn Thanh Hoa, Vũ Quan, tỉnh Giang Tây, bị nhấn chìm hơn 1 mét, một số sàn cầu và gian hàng bị hư hỏng nặng do sự cố lũ lụt. Bão Matthew đổ bộ Caribe. Bão Matthew tàn phá vùng biển Caribe, đất nước nghèo Haiti bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, với việc chính phủ tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này, bây giờ bão Matthew được gọi là Hoa Kỳ. Bão Matthew với tốc độ tối đa 230 km/h đã tàn phá Haiti, Dominica và Cuba. Đặc biệt là ở miền nam Haiti, bão Matthew đã gây ra thiệt hại lớn. Bão Matthew đã giết hơn 100 người ở Haiti. Bão đi qua nơi nào, nhà cửa đổ sập, cây cối gãy đổ, đường phố ngập lụt, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở Cộng hòa Dominica láng giềng. Hoa Kỳ đề phòng. Hơn 9.000 người Haiti đã được sơ tán đến các trường học và nhà thờ. Hoa Kỳ đã cử trực thăng quân sự tới nước này để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai ở đất nước nghèo khó. Quân đội Mỹ cho biết họ đã điều động một tàu sân bay và một tàu bệnh viện đến khu vực xảy ra thảm họa. Để đề phòng, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã yêu cầu 1,5 triệu công dân Hoa Kỳ rời khỏi bờ biển phía đông nam. Thống đốc bang Florida Scott nhắc nhở cư dân của tiểu bang rằng tiểu bang có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một cơn bão. Matthew là cơn bão mạnh nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ qua, có thời điểm đạt mức tối đa. Hôm thứ Tư, bão Matthew đã bị hạ cấp xuống cấp 3 sau khi nó quét qua Haiti và miền đông Cuba với cường độ cấp 4. Trong bối cảnh thảm họa khổng lồ do Matthew gây ra, Haiti quyết định hoãn cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo dự kiến vào Chủ nhật tuần này. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử cho biết những sự kiện gần đây đã khiến cuộc bầu cử không thể diễn ra. Ông cho biết ngày bầu cử mới sẽ được thông báo với chính phủ và các đối tác trong nước và quốc tế vào thứ Tư tới hoặc muộn hơn. Haiti đang trong một cuộc khủng hoảng chính trị, xung đột kéo dài giữa chính phủ và phe đối lập đã khiến đất nước tê liệt. Kết quả của cuộc bầu cử gần đây nhất được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái đã bị hủy bỏ vì các cáo buộc gian lận. Phe đối lập đã phủ nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 của ứng cử viên của đảng cầm quyền và cáo buộc ông này gian lận bầu cử. Liên minh châu Âu và tổ chức các quốc gia chống Mỹ đánh giá cuộc bầu cử về cơ bản là tự do và công bằng. Haiti nằm ở phía tây của đảo Hispaniola, thuộc vùng Caribe, được coi là quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu, theo số liệu do Ngân hàng Thế giới cung cấp. Thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Haiti là khoảng 68 đô la Mỹ và tuổi thọ trung bình của 10,04 triệu người dân Haiti là 63 tuổi. Trận động đất tháng 1 năm 2022 khiến tình hình ở Haiti càng thêm tồi tệ, với 40% ngân sách của đất nước đến từ viện trợ phát triển từ cộng đồng quốc tế, tham nhũng và bạo lực đang hoành hành, và tổng thống của đất nước đã nhiều lần bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính quân sự hoặc các cuộc nổi dậy của dân chúng. Matthew khiến hàng triệu người Mỹ phải lẩn trốn. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo trong nhiều ngày. Giờ đây, cơn bão Matthew thực sự đang đến gần và một số lượng lớn cư dân trên bờ biển phía nam của Hoa Kỳ đã buộc phải đến nơi cư trú. Bão Matthew đã gây ra những thảm họa lớn ở Haiti trước đây. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 280 người đã thiệt mạng. Sau khi cơn bão Matthew để lại những cảnh tượng tàn khốc ở Caribe, những lời cảnh báo từ các nhà chức trách đã được đền đáp. Hàng triệu cư dân dọc theo bờ biển đông nam Hoa Kỳ đã chạy trốn đến nơi an toàn. Chỉ riêng chính quyền Nam Carolina đã ra lệnh sơ tán hơn 1 triệu cư dân. Bão Matthew dự kiến sẽ xâm lược Florida vào thứ Sáu tới, theo giờ địa phương. Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley kêu gọi mọi người nên lánh nạn trong đất liền cách bờ biển ít nhất 160 km. Cô cho biết các nhà chức trách lo ngại rằng cường độ của bão Matthew sẽ tiếp tục tăng lên sau khi nhập cảnh vào nước này và đã nâng cấp độ của bão Matthew lên mức cao nhất tiếp theo cấp 4, cấp cao nhất là cấp 5. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng cộng 12 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo bão do chính quyền đưa ra. Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Thống đốc Florida Rick Scott cho biết tất cả mọi người trong bang nên chuẩn bị tinh thần không để bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Ông nói rằng một khi bão Matthew lao đến Florida, nó sẽ mang lại thiệt hại thảm khốc. Ông yêu cầu cư dân chuẩn bị sẵn sàng. Các nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép sử dụng vệ binh quốc gia. Trong trường hợp ở Florida, Tổng thống Obama đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa phối hợp tổ chức chiến dịch cứu hộ ở đó. Các nhà tạm trú đã được mở trên toàn tiểu bang, các trường học và sân bay đã bị đóng cửa, một số bệnh viện đã được sơ tán.
các sảnh công viên giải trí như Disneyland, Universal Studios và SeaWorld ở Orlando đã đóng cửa. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết vẫn khó xác định chính xác nơi bão Matthew sẽ gây ra nhiều thiệt hại nhất ở Hoa Kỳ. Hậu quả của cơn bão Matthew cho đến nay vẫn gây sốc. Theo số liệu do Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cung cấp, ít nhất 283 người đã thiệt mạng tại Haiti vì bão Matthew. Các nguồn tin khác cho biết số người chết vượt quá 330 người. Những trận mưa xối xả và những cơn bão theo sau Matthew đã phá hủy nhà cửa, đường xá và đất canh tác, khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không thể tiếp cận được. Haiti được coi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Cách đây 6 năm, đất nước này phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Nhiều người trong số họ vẫn phải sống trong lều hoặc những nơi trú ẩn tạm bợ khác. Để hỗ trợ cứu trợ thảm họa ở Haiti, chính phủ Mỹ đã điều 300 lính thủy đánh bộ đến Haiti để hỗ trợ tại chỗ. Bão Ri đổ bộ Philippines, số người chết tăng vọt. Các nhà chức trách Philippines đã thông báo ngày càng có nhiều nạn nhân sau cơn bão Ri tàn phá. Điều này gợi lại ký ức về thảm họa nghiêm trọng mà Philippines đã phải chịu đựng cách đây 12 năm. Theo tin mới nhất, bão Ri đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và nhiều người vẫn đang mất tích. Cơ quan quản lý thảm họa cho biết hầu hết các nạn nhân đã được xác định cho đến nay đều thiệt mạng do cây đổ hoặc mảnh vỡ từ các tòa nhà bị sập, những người khác chết đuối. Nguồn điện và thông tin liên lạc đã bị cắt ở nhiều vùng của Philippines. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, đã có nhiều người xếp hàng dài tại các điểm phân phối nước uống và các mặt hàng khác ở một số khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách Philippines cho biết thiệt hại tương đương với siêu bão Haiyan năm 2013. Vào thời điểm đó, hơn 7.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Philippines. Một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong năm đã đổ bộ vào Philippines với sức gió lên tới 195 km/h. Nó đã suy yếu phần nào sau khi đổ bộ, giảm từ mức tối đa là bão cấp 5 xuống còn bão cấp 3. Bão Ri đã gây ra lở đất, lũ lụt và các thảm họa khác ở miền Nam và miền Trung Philippines. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm và hàng nghìn người đã được di dời. Chúng tôi mất nhà, tường và mái nhà bị xé nát và thổi bay như những mảnh giấy bởi OTT. Khanda Bakwao cho biết trên Facebook, nguồn cung cấp thực phẩm và nước của chúng tôi bị kéo mỏng. Hơn 18.000 binh sĩ và nhân viên cứu hỏa sẽ tham gia các nỗ lực cứu hộ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Mark Timban, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ thảm họa bang, nói với AFP. Bão Ri tàn phá các thị trấn mà nó đi qua, làm bật gốc cây cối, xé toạc mái nhà và cắt đường dây điện. Sau cơn bão, nhiều ngôi làng chìm trong biển nước. Thị trưởng của Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai ở Philippines, nói với truyền thông địa phương hôm thứ Năm rằng cơn bão Ri đã quét qua thành phố Surigao, phía đông bắc của hòn đảo trong nhiều giờ, gây thiệt hại nặng nề. Thành phố Surigao có dân số khoảng 170.000 người. Người phát ngôn của Tổng thống Carlos Nogares trước đó cho biết hơn 332.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi làng có nguy cơ cao, với khoảng 15.000 người trong số họ đến trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. Để tránh thiệt hại do bão, hàng chục chuyến bay đã bị hủy và hàng chục cảng tạm thời đóng cửa. Ri, một siêu bão tương đương với cấp 5 ở Hoa Kỳ, đã đổ bộ vào đảo Surigao của Philippines hôm thứ Năm. Đến thứ Sáu, cơn bão đã giảm tốc độ xuống 155 km/h. Tâm bão nằm gần tỉnh Palawan lúc 1 giờ chiều thứ Sáu theo giờ địa phương và đang di chuyển về phía Tây và phía Biển Đông, cơ quan cảnh báo bão Philippines cho biết. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.